Chào các bạn, nay mình xin làm clip hướng dẫn. Chào các bạn, nay mình xin làm clip hướng dẫn cách kết nối dòng SD-CAM với lại remote và phiên bản có thể kết nối được với remote hiện nay là SD-6, SD-7 và con M20 trên tay mình. Và để kết nối được thì đầu tiên chúng ta vào phần cài đặt. Sau đó chúng ta sẽ tìm biểu tượng remote. Đây, bấm vào. Lúc đầu nó đang ở trạng thái off, sau đó chúng ta bấm vào trạng thái on, nó sẽ hiện lên dòng thứ ba. Chúng ta ấn vào dòng thứ ba. Đây, và chúng ta thao tác như trên màn hình hiển thị, đó là ấn nút wifi và nút chụp hình cùng lúc để kết nối. Khi hình hiện như vậy là có nghĩa là kết nối thành công. Và mình có thể quay phim, chụp hình, chụp liên tiếp, tắt mở wifi hoặc là tắt mở nguồn mà không cần phải động vào máy. Phạm vi kết nối của remote và SD-CAM là 5m. Như là đó, để có thể nhớ mới chụp được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập ở website sdcam.vn hoặc là trang Facebook SD-CAM Việt Nam. Xin cảm ơn.